Trong phần trước, Hà Lập đã đánh bại thiếu chủ ma giáo Vương Thiền. Sau khi ăn bài xong cho Mạc Cô Nương, hắn cũng rời đi. Trên đường vô tình gặp phải Lữ Thiên Mông của Linh Thú Sơn, tuyên nhà của Yểm Nguyệt Tông và Trần Sư Tỷ Trần Sảo Thiến. Ba người họ đang cùng nhau đi làm nhiệm vụ, Hà Lập cũng được yêu cầu đi theo. Mục tiêu lần này nhắm tới là một mỏ linh thạch của Yến Gia Bảo. Nửa đêm nửa hôm mọi người còn đang ngủ thì bốn người đã âm thầm lèn vào, triệt hạ từng tên lính canh một. Tại vùng trung tâm, phía bên dưới là vài thân ảnh. Nhân dịp trận pháp tứ sát trận còn chưa mở, bốn người liền hành động, đem toàn bộ người nơi này về với đất mẹ. Toàn bộ quá trình đều rất nhanh và gọn. Làm xong chuyện, đám đệ tử của ba môn phái cũng tới dọn dẹp hiện trường. Tiến vào bên trong gió thám, Lữ Thiên Mông và Tuyên Nhạc liền phát hiện rất nhiều linh thạch, phải nói là cả một ngọn núi nhỏ. Lần này coi như lời tàu mà Yến Gia Bảo thì thiệt hại thê thảm rồi. Nhìn đống linh thạch, ai nấy cũng đều tỏ ra tham lam. Việc trước mắt là phải giải quyết chỗ này càng nhanh càng tốt. Bởi vì số lượng quá nhiều, không tiện thu vào túi trữ vật, cho nên hai người đành phải cho đám đệ tử âm thầm vận chuyển. Tất nhiên là bọn họ định độc chiếm, không muốn để cho Hàn Lập biết. Lúc này Hàn Lập vẫn ở bên ngoài ngồi suy nghĩ, đột nhiên Trần Sảo Thiến đi tới thăm hỏi, cũng an ủi hắn về chuyện đã xảy ra tại Yến Gia Bảo. Hàn Lập chẳng biết nói gì hơn ngoài việc mạng lớn, tuy nhiên ý của Sảo Thiến lại không phải vậy, nàng là đang quan tâm tới hắn. Hàn Lập dường như cũng biết điều này cho nên cố ý lảng tránh. Hắn cảm giác nhiệm vụ lần này có chút kỳ quái nên lấy lý do đi tuần sát để tránh né. Vừa đi vừa suy nghĩ, cứ tiếp tục ở đây cảnh gác cũng không phải là cách hay, mà đảo lúc nào cũng có thể đuổi tới, cho nên phải nghĩ cách rời khỏi, đây chính là giữ cho mình một con đường thoát. Quả đúng như những gì Hàn Lập đã lo lắng, ở cách đó không xa là đoàn quân ma đạo do tên thiếu chủ Vương Thiền của Quỷ Linh Môn dẫn đầu. Vốn dĩ thực lực của hắn trên cơ Hàn Lập, vậy nhưng vì Hàn Lập quá xảo quyệt, kết quả là Vương Thiền đành phải hậm hực bỏ chạy giữ mạng. Điều này khiến hắn bị phụ thần trách mắng và bị mất hết uy tín, cho nên hắn nhất định phải phanh thây Hàn Lập để hạ giận. Dựa theo tình báo Trung Ngô cung cấp, hắn biết được cách đó 500 dặm về phía tây có một quặng mỏ. Đến giờ vẫn chưa nhận được tin tức báo về, vừa vặn mọi thứ quá trùng hợp, rất có khả năng tiểu tử đáng hận đang ở đó, cho nên Vương Thiền lập tức lệnh cho đoàn quân tiến về quặng mỏ. Về phần Hàn Lập, hắn đi ra bên ngoài, sau đó bắt lấy con thú nhỏ, sử dụng khiên hồn thuật dẫn đạo linh hồn của nó vào trong cơ quan. Dựa vào thần thức của hắn bây giờ cũng có thể khống chế được vài cái khôi lỗi. Như vậy chỉ cần có linh thạch đầy đủ, đối mặt với tu sĩ trúc cơ trung kỳ cũng có thể đánh một trận. Vừa nói tới đây thì mặt đất đã rung động, Hàn Lập nhanh chóng dùng thần thức do thám và phát hiện ra bạn cũ Vương Thiền. Không chờ đợi thêm, hắn lập tức bắn pháo hoa cảnh báo cho các đệ tử khởi động pháp trận phòng ngự. Biết tin ma đạo sắp tới, Trần Sảo Thiến lập tức yêu cầu mọi người bổ sung linh thạch để củng cố trận pháp. Phân phó xong, nàng liền quay sang phía Hàn Lập, yêu cầu hắn đi tìm Tuyên Nhạc và Lữ Thiên Mông đến trợ giúp. Trước khi rời đi, Hàn Lập cũng thẳng thắn khuyên nàng, trong lúc nguy cấp, người ngoài không thể trông cậy được. Nếu như gặp chuyện không thể làm thì rút lui vào quặng mỏ. Nói rồi hắn liền đưa cho nàng một lá phù, thời khắc nguy cấp, phù này có lẽ cần dùng tới. Ở bên trong, Tuyên Nhạc và Lữ Thiên Mông vẫn giao giết chỉ huy các đệ tử vận chuyển linh thạch. Bọn họ tính toán, nếu như ma đạo đuổi tới, pháp trận ở đây căn bản không thủ được. Chỉ có thể câu kéo thời gian, chuyển được bao nhiêu thì chuyển. Một khi có người rút lui, pháp trận sẽ sụp đổ ngay, cho nên phải có người bọc hậu. Bọc hậu cũng đồng nghĩa là hiến mạng và người chết thay không ai khác ngoài các đệ tử của Hoàng Phong Cốc. Tuyên Nhạc cũng đồng tình với ý kiến này, bọn họ dự định cùng nhau tháo chạy, chỉ để lại một vài người ở lại, vừa tránh cho Hoàng Phong Cốc nghi ngờ, vừa bớt được người trên linh thạch. Ở bên ngoài, đội quân do Vương Thiền chỉ đạo cũng đã tới bên ngoài mỏ linh thạch, hắn nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ tấn công vào pháp trận. Đáng tiếc là khả năng phòng ngự của tứ pháp trận quá mạnh, đòn tấn công bình thường không có tác dụng. Cảm giác làm thế này mất quá nhiều thời gian, hắn ra lệnh ngừng bắn để chuẩn bị công kích mạnh hơn, đó là thanh dương ma hỏa. Uy lực của thanh dương ma hỏa có thể sánh ngang với một kích của tu sĩ kết đan, cho nên trải qua nhiều lần công phá, đại trận cũng sắp không chịu nổi. Biết đám người Tuyên Nhạc và Lữ Thiên Mông đang lợi dụng mọi người, Sau Thiến cũng không muốn tiếp tục phòng thủ, trấn thủ ở nơi này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nàng ra lệnh cho mọi người rút ở bên trong đường hầm, có lẽ còn một hy vọng sống. Vì không có người gia cố nên đại trận kết giới lập tức bị đánh tan. Phía ma đạo được đà lấn tới, bọn họ ồ ạt lao lên. Sau Thiến không còn cách nào khác là phải sử dụng lá phù mà Hà Lập đưa cho nhằm đánh sập cửa hàng khiến bọn chúng không thể truy đuổi. Hành động này làm Vương Thiền càng cay cú, hắn ra lệnh cho thủ hạ đào bới tìm kiếm. Cho dù có phải đào ba tấc cũng phải lôi được tên Hàn Phi Vũ ra ngoài. Nếu các bạn chưa biết thì Hàn Phi Vũ chính là tên giả mà Hà Lập hay sử dụng. Lật tung nóc nhà vẫn không thấy mặt mũi tiểu tử đáng hận kia ở đâu, Vương Thiền liền muốn chơi một vụ lớn. Hắn lấy ra một lá hám địa phù. Trung Ngô sau khi nhìn thấy lá phù này cũng biến sắc. Dùng thứ đồ chơi này là cái quặng mỏ bay màu luôn đó, kể cả phe ta cũng gà bay trứng vỡ luôn. Đáng tiếc là Vương Thiền đã bị thù hận che mở mắt. Hắn nhanh chóng bay lên thôi động hám địa phù. Trung Ngô thấy vậy liền hô hào mọi người bỏ chạy.
Ở trên mặt đất đang bỏ chạy tán loạn thì dưới đất vẫn vô cùng bình yên, thậm chí đám người Hoàng Phong Cốc còn từ tốn di chuyển, bọn họ đâu biết rằng kiếp nạn sắp xảy ra. Rất nhanh sau đó, hám địa phù cũng thôi động xong, nó lập tức giáng xuống đòn tấn công, uy lực quá khủng khiếp, ngay cả ngọn núi cũng bị đánh cho tan tành. Lúc này cả đám bên dưới mới hoảng loạn, đối mặt với đất đá đang sập xuống, bọn họ sử dụng ra pháp bảo hộ thần, những người không có pháp bảo thì xui xẻo bị đè chết. Xả xong cơn giận, Vương Thiền cũng thoải mái hơn, uy lực của hám địa phù mạnh như vậy, tên tiểu tử đó chắc chắn xong đời rồi. Dù là như vậy thì hắn vẫn phải cho người lục soát, nếu tìm được, bất luận sống chết cũng phải xử lý. Phân phó xong, Vương Thiền lập tức rời đi. Ở dưới mặt đất, Hàn Lập vẫn bình yên vô sự, mà nhóm người Tuyền Nhạc và Lữ Thiền Mông cũng vậy, chẳng qua là mất thêm vài tên đệ tử mà thôi. Hàn Lập trong lúc thăm dò vô tình nghe được bí mật của đám người Lữ Thiền Mông. Bởi vì thực lực của hai kẻ cầm đầu là trúc cơ hậu kỳ, đánh lén khó có thể thành công, cho nên cách tốt nhất là tránh né trước. Đáng tiếc là chưa kịp làm điều đó thì hành tung đã bại lộ. Hàn Lập buộc phải ra mặt, sau đó giả vờ như chưa nghe được điều gì và cũng chẳng biết chuyện gì. Tuy nhiên, đám người Tuyên Nhạc vì đề phòng bất chắc nên muốn Hàn Lập đi cùng, tiện thể canh chừng hắn. Nếu như rời đi, bọn chúng sẽ nghi ngờ, cho nên Hàn Lập đành phải đi theo. Thăm dò đến một cái hang động kỳ lạ, bọn họ đụng độ vô số xương cốt và rất nhiều cái xác bị treo lơ lửng. Ở giữa có một cái kén khổng lồ, bên trong kén là nhiều thi thể. Tên đệ tử Linh Thú Sơn tiến lên thăm dò, không may là nói chuyện quá lớn khiến cho yêu thú phát hiện và bị sơi luôn. Cả đám thấy vậy nhanh chóng tập trung chuẩn bị ứng chiến. Không lâu sau đó con yêu thú cũng xuất hiện. Không ngờ nó lại là yêu thú cấp 4 Bạch Ngọc Chi Chu. Gọi một cách dễ hiểu là một con nhện màu trắng, thực lực tương đương kim đan kỳ. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, cả đám liền quay xe bỏ chạy vừa né tránh và thi thoảng quay lại công kích. Đáng tiếc là tất cả đòn tấn công tung ra đều vô dụng, nhận ra đánh lẻ không ăn thua, cho nên ba người nhanh chóng hợp sức đánh trả lại. Tuy nhiên, con nhện này lại là yêu thú biến dị, nó nhanh chóng tiến hóa lên cấp bậc cao hơn là Huyết Ngọc Chi Chu. Mặc dù đã sử dụng ra rất nhiều pháp khí cùng pháp bảo, và những kết quả vẫn là không ăn thua, chỉ có thể khống chế nó mà thôi. Lữ Thiên Mông muốn nhân cơ hội sử dụng ra phù bảo tiêu diệt nó, nói rồi hắn cũng huy động phù bảo. Hàn Lập nhận ra hai người này có vấn đề nên chậm rãi lùi về sau. Quả đúng như những gì đã lo lắng, thay vì một nhát tiến đưa Huyết Ngọc Chi Chu lên đường thì hắn lại chuyển hướng sang công kích Hàn Lập và Tuyên Nhạc. Uy lực phù bảo quá mạnh, mặc dù đã có pháp khí phòng hộ, vậy nhưng Hàn Lập vẫn bị đánh cho mất xác. Đổi lại thì Lữ Thiên Mông vì quá tập trung vào công kích của hai người nên chẳng để ý tới phía sau, kết quả là bị một cái chân nhện xuyên qua ngực. Biết kết cục của mình chắc chắn phải chết, hắn liền dùng hết sức mình bạo phát lực lượng nhằm kéo theo Tuyên Nhạc. Đáng tiếc là Tuyên Nhạc mệnh lớn, hắn nhanh trí trốn lên cao thoát được một mạng. Sau khi nguy hiểm đã trôi qua, Tuyên Nhạc liền lên tiếng gọi Hàn Lập ra ngoài. Hiển nhiên là hắn biết thừa Hàn Lập ra vời chết, mà Hàn Lập sớm đã biết con nhện đó là Tuyên Nhạc cố ý thả ra. Như vậy Lữ Thiên Mông đúng là bị tính kế chết oan ức. Tuyên Nhạc cho biết, thứ quý giá nhất nơi này không phải là linh thạch mà là một thứ khác. Từ mấy năm trước, hắn vô tình đi vào nơi này, vô tình phát hiện ra trận pháp, vậy nhường cái giá phải trả là một cánh tay. Kể từ đó, hắn vẫn luôn nuôi giấc mộng quay lại đây một lần nữa, phải lấy thứ mà hắn nên có được. Nói rồi, Tuyên Nhạc ngỏ ý muốn hợp tác với Hàn Lập. Với tính cách cẩn thận của Hàn Lập, chắc chắn sẽ không tin vào những lời khảo ngôn của tên kia. Có thể nói rằng, Tuyên Nhạc tới đây là có chuẩn bị trước, còn Hàn Lập là tùy cơ ứng biến. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Huyết Ngọc Chi Chu đã thoát khỏi đống đất đá. Tuyên Nhạc cũng biết điều này, hắn nhanh chóng sử dụng ra một kiện pháp bảo ẩn linh xà, có tác dụng tàng hình, mục đích hiển nhiên là trốn khỏi tầm mắt của con nhện. Hàn Lập vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, hắn lập tức bị Huyết Ngọc Chi Chu tấn công, vẫn may là kịp thời tránh né. Biết không đánh lại nên Hàn Lập đành phải tìm cách bỏ chạy, đồng thời phải tìm được vị trí của Tuyên Nhạc, lôi hắn ta ra ngoài. Trải qua một lúc tìm kiếm cũng phát hiện ra tên kia đang ẩn núp phía sau tảng đá. Không chờ đợi thêm, Hàn Lập liền sử dụng ra khôi lỗi cầm chân Huyết Ngọc Chi Chu, sau đó trực tiếp lao vào solo 1-1 với Tuyên Nhạc. Mặc dù có nhiều đồ chơi hơn, vậy nhưng thực lực của Tuyên Nhạc lại nhỉnh hơn đáng kể. Sau một hồi giao tranh kịch liệt, Hàn Lập cũng đang rơi vào yếu thế và bị đánh bay đi. Tuyên Nhạc thấy vậy vui mừng, vậy nhưng còn chưa kịp nở nụ cười thì đã bị Huyết Ngọc Chi Chu đâm lén từ phía sau. Tới đây thì hắn ta mới nhận ra, Hàn Lập còn luôn lẹo hơn những gì hắn nghĩ. Sự thật là Hàn Lập đã dùng khôi lỗi để dụ nhện tới, vì quá chủ quan nên Tuyên Nhạc đã phải chịu thua. Lúc này chỉ có một mình Hàn Lập đối mặt với Huyết Ngọc Chi Chu, và nam chính của chúng ta sẽ làm gì tiếp theo để hóa giải mối nguy cơ này? Mời các bạn đón xem video sau nhé! Video tới đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào lần tới!